Đội kiểm tra liên ngành giao thông tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý một tài xế xe tải vi phạm có hành vi cản trở chống đối lực lượng chức năng. Sự việc xảy ra tại tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Ea Bông, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ben mang biển kiểm soát 47K8556 do Nguyễn Trường Giang ở xã Ea Bông, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk chở gạch chất cao có dấu hiệu vi phạm tải trọng nên cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Giang bất ngờ cho xe qua mặt lực lượng chức năng, lái xe vào một cây xăng rồi xuống xe đóng chặt cửa bỏ trốn. Lúc này, lực lượng liên ngành quyết định lập biên bản tạm giữ phương tiện và cho xe cứu hộ tới để cưỡng chế chiếc xe trên. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, tài xế Nguyễn Trường Giang lại chạy một chiếc ô tô khác chắn ngang đường, không cho đội kiểm tra đưa xe ben quá tải về trụ sở, rồi thách thức, xúc phạm, chống đối, nằm chặn sau bánh xe để cản trở đội kiểm tra thực thi nhiệm vụ. Qua kiểm tra, xe ben này đã chở quá tải 118,6%, cơi nới thùng cao quá 70cm và xe hết hạn đăng kiểm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất vụ việc để xử lý nghiêm tài xế Nguyễn Trường Giang về hành vi vi phạm trên.